Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay, ngày 6 tháng 4 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lê Trung, huyện Hóa An, tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ Thăng Phi Hùng, 36 tuổi, trú trên địa bàn để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 4 tháng 4, Hùng cầm xà beng tấn công bà DTL, 63 tuổi, cùng hai cháu ngoại 7 tuổi và 4 tuổi. Hậu quả khiến bà L và một cháu bé tử vong tại chỗ. Cháu bé còn lại bị thương, được đưa đi bệnh viện cứu chữa nhưng cũng tử vong sau đó. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lê Trung, Hùng là hàng xóm của các nạn nhân, hai bên không có mâu thuẫn gì. Tại địa phương, Hùng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng Công an huyện Ninh Sơn đã làm việc với Nguyễn Ngọc Sơn, 27 tuổi, Trần Văn Ti, 22 tuổi, cùng ngụ tại huyện Ninh Hải và Trần Thị Thanh Thúy, 28 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Sơn để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, những người vào chở đá tại bãi đá cuội ở xã Mỹ Sơn bị nhóm người này thu tiền bảo kê từ 100.000 đồng đến 700.000 đồng tùy loại xe. Các chủ xe nếu không đồng ý sẽ bị đe dọa đánh đập. Qua điều tra, khoảng đầu tháng 2 năm 2022, Trần Thị Thanh Thúy nhặt đá cuội tại bãi đá của ông Trần Xuân Thu thuộc khu vực xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn để bán lại. Tuy nhiên, sau đó ông Thu không cho Thúy cùng những người khác vào nhặt đá. Thúy đã nhờ anh họ là Võ Trung Cường, 28 tuổi, trao đổi với ông Thu để tiếp tục công việc. Sau khi sắp xếp, Cường giới thiệu thêm Nguyễn Hữu Tài, 34 tuổi, ngụ tại thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, Sơn và Ti vào bãi đá để làm việc cùng Thúy. Tại đây, Tài đã yêu cầu Thúy, Sơn, Ti thu tiền bảo kê những người vào chở đá. Nhóm này thu từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng mỗi xe máy cày, từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng đối với xe tải. Những chủ xe không đồng ý nộp sẽ bị đe dọa đánh đập. Từ tháng 2 năm 2022, nhóm này đã thu lợi bất chính số tiền 6,9 triệu đồng của các chủ xe. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Võ Trung Cương khi đối tượng này chống đối lực lượng công an. Riêng đối tượng Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị, một bạn đọc có địa chỉ email viva701a@gmail.com có gửi câu hỏi về cho Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng: "Vợ tôi hiện đang mang thai được 4 tháng và hiện vẫn đang phải đi làm. Xin hỏi điều kiện để vợ tôi được nghỉ chế độ thai sản được luật quy định như thế nào?" Dưới đây là giải đáp đến từ luật sư Lê Văn Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp khi mang thai mà phải nghỉ việc để dưỡng thai, theo quy định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, thì lao động nữ phải đáp ứng hai điều kiện sau thì mới được giải quyết chế độ thai sản. Thứ nhất là đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên. Thứ hai là có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, nếu có đủ điều kiện nêu trên, lao động nữ sẽ được giải quyết hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Ngoài ra, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Như vậy, theo quy định hiện hành, lao động nữ đang mang thai sẽ được nghỉ trước sinh tối đa là 2 tháng. Không giờ 7 phút sáng ngày 6 tháng 4, sau gần 7 tiếng đồng hồ thực hiện khám xét, lực lượng công an cùng viện kiểm sát rời khỏi trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh, địa chỉ tại số 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước đó, khoảng 5 chiếc xe biển xanh cùng nhiều cán bộ công an có mặt tại tòa nhà nêu trên. Các xe đi theo hai hướng, một vào cổng phía bên trái, một xuống tầng hầm của tòa nhà. Ngay sau khi các xe tới nơi, lực lượng công an nhanh chóng đi vào bên trong, bảo vệ tòa nhà, đóng các cửa lại.
Theo quan sát của phóng viên, bên trong một chiếc xe có cán bộ công an ngồi kèm theo một vài người khác. Do nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc, công an phường đã phải cử lực lượng ra liên tục nhắc nhở, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Khoảng 21 giờ 50 phút, một xe biển trắng với lái xe mặc thường phục và một cán bộ công an ngồi cạnh di chuyển khỏi hầm tòa nhà Tân Hoàng Minh, tiến ra đường Quang Trung để rời đi. Đến 22 giờ 5 phút, tiếp tục có thêm một xe biển xanh được điều động tới tòa nhà phục vụ việc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan tố tụng. Theo thông báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh. 7 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh nêu trên, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Sau Lây, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông. Chiều ngày 5 tháng 4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức bàn giao chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam dự lễ bàn giao. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã quyết định cho Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu nghỉ chờ hưu theo chế độ. Đồng thời, nội dung của công tác đảng được bàn giao cho Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đảm nhận. Nội dung công tác chính trị được bàn giao cho Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Phát biểu tại buổi bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao những thành tích và sự đóng góp của Đại tá Đinh Quốc Tuấn trong suốt thời gian 39 năm công tác. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.